Tiếp nối diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã bị Nguyệt Thiền khống chế, điều này lại không qua mặt được Thanh Y. Ngay lúc cậu bị điều khiển tấn công từ phía sau lưng thì Thanh Y đã sử dụng ra một cái phù văn trực tiếp xâm nhập vào trong thức hải của Thạch Hạo. Nguyệt Thiền muốn đoạt xá cơ thể, nàng ta đã đưa ra một phần thần nguyên thần vào trong thức hải của Thạch Hạo. Cậu ta ngưng tụ sức mạnh của vạn đạo chi hóa tấn công, nhưng lập tức bị Nguyệt Thiền hóa giải. Nàng ta lại rút nguyên thần của mình trở lại cơ thể. Thanh Y vội lao đến tấn công, nhưng lại bị Nguyệt Thiền đánh úp. Thực lực cô nàng này mạnh hơn trong tưởng tượng của Thanh Y. Thạch Hạo dùng hết sức mạnh tấn công lần cuối, đánh cho ngọn núi sụp đổ lên người Nguyệt Thiền. Nhưng cô nàng này lại không sao, ngược lại thì nam chính đã kiệt sức. Mọi chuyện tiếp theo đều phải nhờ vào Thanh Y rồi. Ngay sau đó là cuộc chiến giữa hai mỹ nhân. Sau vài chiêu giao thủ, Nguyệt Thiền và Thanh Y đã dung hợp lại. Nhìn vào luồng tiên khí bí ẩn, Thạch Hạo suy đoán và phát hiện ra bí mật trên người Nguyệt Thiền. Trên người cô gái đó có dấu vết luân hồi, kiếp trước có lẽ là Thanh Nguyệt Chân Tiên. Cơ thể ở bên ngoài đã dung hợp thành một thể rồi. Việc kế tiếp là chiến đấu để giành quyền kiểm soát thức hải nữa. Nói dễ hiểu thì đây là một cuộc tranh giành thể xác. Nguyệt Thiền được Bổ Thiên Giáo bồi dưỡng, sở hữu nhiều loại bảo vật mà Thanh Y lại ra bên ngoài lịch luyện. Việc không có thế lực lớn chống lưng khiến nàng bị thua thiệt. Cuối cùng bị Nguyệt Thiền dùng đến một cái dưỡng hồn bình trấn áp. Năm xưa, Thanh Y hấp thu hỏa diễm Thanh Nguyệt Diễm đã bị nó đốt sạch y phục. Lúc này Thanh Y lại sử dụng Thanh Nguyệt Diễm đốt cháy sạch y phục của Nguyệt Thiền, khiến khuôn mặt nàng ta ngơ ngác. Nàng thẳng thắn nói rằng nếu Nguyệt Thiền đã chống đối thì nàng lại càng phải khuấy động tâm thần. Việc Nguyệt Thiền bị lung lay làm cho phong ấn Nguyệt Thiền của Thạch Hạo bị buông lỏng. Trong bụng tức lắm nhưng không làm gì được. Thạch Hạo nhận ra cách làm có hiệu quả nên cũng phối hợp với Thanh Y, liên tục nói ra vài câu tâm tình. Tâm trí Nguyệt Thiền rối loạn. Nguyên thần Thanh Y đang bị trói, nhờ đó thoát ra khỏi khống chế rồi đánh trả lại, nhưng vẫn không làm gì được. Thấy Thanh Y kiên quyết chống cự, Nguyệt Thiền đành phải thu phục nàng mà thôi. Nguyên thần hai cô gái lại xông vào nhau chiến đấu. Biết đánh không lại, Thanh Y lại chọn cách phóng hỏa diễm ra bên ngoài, đốt sạch quần áo Thạch Hạo, khiến Nguyệt Thiền đỏ mặt vô cùng. Sau đó Thanh Y lại to gan ngừng tụ ra cơ thể của mình, rồi kết hợp với Thạch Hạo để làm chuyện người lớn trước mặt Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền không chịu thua, nàng ta lấy lại quyền kiểm soát cơ thể rồi điều khiển Thanh Nguyệt Diễm đốt nam chính thành tro bụi. Ý định là rất tốt, nhưng trong cơ thể cậu lại có ngọn lửa kỳ lạ, nó đẩy lui Thanh Nguyệt Diễm. Nguyệt Thiền đã muốn dùng cách này để tiêu diệt mình. Thạch Hạo không nhân nhượng nữa, cậu bắt đầu tiến lại gần. Lúc này cơ thể bên ngoài vẫn là Thanh Y, nhưng người chiếm giữ chính là Nguyệt Thiền. Thanh Y muốn nhường lại cảm xúc cho đối thủ. Nguyệt Thiền cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Sau đó xảy ra chuyện gì thì chắc chắn tất cả anh em đều đoán ra được. Đến khi Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch đi tới thì cuộc chiến đã xong. Hai người họ vừa mới ngó đầu ra xem tình hình thì đã thấy Nguyệt Thiền hốt hoảng chạy trốn, bỏ của chạy lấy người. Vì không chịu nổi cảm xúc nên đã chủ động từ bỏ dung hợp với Thanh Y. Thạch Hạo lên tiếng khiêu khích nàng ta có bản lĩnh thì ở lại. Cuối cùng, Thanh Y cũng ra ngoài, nhìn bộ dạng ngại ngùng đó, Thái Âm Ngọc Thỏ không hiểu chuyện gì, còn Đà Thần Thạch thì lại cười lớn khoái chí. Thỏ nhỏ lại quay sang hỏi Thạch Hạo nhưng cậu từ chối trả lời. Thỏ nhỏ lắc đầu vò tay, Đà Thần Thạch chỉ cười lớn ha ha, và tập phim đến đây là khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé.